Con giới thiệu cho cô chú, ở đây là khu dân cư Sài Gòn South Village. Ở đây nó tầm khoảng là hơn 4 hecta, và ở đây thì họ đã phân lô bán nền là đầy đủ hết rồi, cơ sở hạ tầng xong hết rồi, vỉa hè, điện nước âm, và ở đây là khu vực công viên, nơi mà giải trí, rồi có những mấy tập chạy bộ ha. Thì ở đây diện tích rơi vào tầm khoảng từ năm 17, năm 18, năm 19. Đa số cả dạng như nền nhà phố, và một số cái dạng đặc biệt là sát phía bên hướng bờ rạch kia. Đấy, ở đây thì có khoảng được cũng khoảng gần cả hơn chục căn nhà xây dựng rồi. Ở đây thì cái cách xây dựng ở bên này là một 2,5 lầu, và nhiều người nhà thì không xây hầm thì cũng không sao hết. Và mức giá ở đây bây giờ tầm khoảng từ là 65 triệu một mét vuông. Pháp lý thì sổ hồng đầy đủ hết rồi, pháp lý sổ hồng đầy đủ hết rồi, coi như là mua bán là sang tên ngay, không có phải là chờ thông tin hay là chờ ra sổ như thế nào nữa. Mình mua là sang tên, Đứng tên mình luôn. đứng tên mình luôn. Rồi sau khi mà sang tên xong rồi thì mình có thể xin giấy phép xây dựng và xây dựng ngay. Ở đây là không phải đợi quy chế hay là đợi quy hoạch duyệt 1/500 giống như những dự án khác nữa, nhưng mà ở đây là coi như là pháp lý khá đầy đủ. Thì những phân khu trước là ở ngoài mặt tiền đường Lê Văn Lương thì cũng đã vào ở gần như là 90% rồi. Những con đường đó chú thấy là lấp đầy hết và cây xanh khá nhiều. Nếu mà xét về cái vị trí cái dự án này á, thì về trung tâm quận 7 thì nó mất khoảng hơn 5 cây số, và về chợ Bến Thành tầm khoảng hơn 10 cây số. Đi qua Phú Mỹ Hưng thì như khi nãy á, là mình có thể là dọc theo cái đường Phạm Hữu Lầu á, mình đi thẳng qua bên đường Nguyễn Lương Bằng là mình đi đến Phú Mỹ Hưng một cách nhanh nhất, là tầm khoảng 3 đến 4 cây số. Còn không thì mình sẽ đi dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ thì mất tầm khoảng 4 5 cây số giống như khi nãy mình đã di chuyển. Và cái vị trí này á, rất là đẹp. Qua cái đường dây điện bên kia, qua cái đường dây điện bên này là giáp đến cái dự án GS Metro City 350 hecta. 350 hecta qua bên kia là GS Metro City ha. Và vị trí này cũng khá đẹp, nó cách Lê Văn Lương tầm khoảng hơn 100 mét thôi. Và có cổng chào, và sau này là có bảo vệ an ninh ở đây luôn. Tất cả ở đây là đã có hàng rào lưới bảo vệ trong khu dân cư hết rồi. Bên kia là sông. Và bên kia là đây là rạch, và tất cả những cái quỹ đất này á, là đều quy hoạch để làm dự án hết rồi. Và dự kiến theo như con cuối cái dự án này sẽ có con đường, dự kiến sau này thêm những cái dự án khác thì họ đã chừa sẵn rồi, thì thông ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Thông ra đường Nguyễn Hữu Thọ luôn, với dự án này thì thông ra đường Nguyễn Hữu Thọ luôn. Đấy, bây giờ là mình rất là chú Sam này di chuyển khá dễ dàng, bởi vì nhìn chút xíu là sẽ bây giờ mình bay Lycam thì hoặc là mình mở Google Maps thì từ cái vị trí này ra Nguyễn Hữu Thọ nó cũng khá gần, nó di chuyển tầm khoảng mấy trăm mét thôi. Và cũng có thể là GS Metro City nó mở đường kế bên luôn rồi, thì mình có thể là sau này cũng có thể nhà nước mình sẽ đồng bộ và đã vẽ quy hoạch 1/500 trước rồi, thì dọc theo cái lõi đất mà để phân là lô dự án này thì sẽ có một con đường rất là lớn, con đường chạy từ cái dự án GS Metro City từ bên này và chạy thẳng xuống dưới Long An luôn. Có đây thì con sẽ chi tiết và có cái bản đồ cho. Thì sau này con đường đó sau khi hình thành á, con đường đó sau khi hình thành nó song song thành ba con đường. Thứ nhất là con đường Lê Văn Lương nè, con đường Nguyễn Hữu Thọ nè, và con đường ở giữa này nữa. Và tất cả những cái dự án mà dọc theo của từ GS Metro xuống dưới nhà bè dưới đó đó là đã họ đã chừa đường hết rồi. Họ đã chừa đường 50 đến 60 mét hết rồi. Sau này nó sẽ thông một con đường là giống như giữa cái lõi trung tâm này nè, nó sẽ thông một con đường chạy xuống tới dưới và Long Hậu Long An luôn. Và sau này GS cũng vậy, cũng chừa đường rồi những cái khu dân cư ở dưới, nhưng mà những khu dân cư ở dưới là cũng đã là chừa đường giống như Tiền Ti Mê rồi những dự án khác đầy đủ hết. Thì ở đây thì còn khoảng gần chục nền đang bán với mức giá cực kỳ tốt từ chủ đầu tư, sổ hồng sang tên ngay, pháp lý đầy đủ hết. Thì để có gì là cô sẽ là
chi tiết đầy đủ thông tin sổ hồng sổ đỏ từng căn để cho mình có thể là xem để là mình có thể quyết định mua đây hay không.